Bạn có biết phương pháp bắt lợn rừng này không? Ở Mỹ, vấn đề về sự lên sóng của lũ lợn rừng cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Do đó, họ đã phát minh ra một thiết bị bắt lợn hoàn toàn tự động. Chỉ cần cài đặt và cố định thiết bị trước, sau đó giải một nửa túi ngô vào, bạn có thể thu hút một lượng lớn lợn rừng vào bẫy. Khi số lượng lợn trong bẫy đủ nhiều, thiết bị sẽ kích hoạt một cơ chế nhanh chóng để bắt toàn bộ lợn. Tuy nhiên, cách xử lý những con lợn này mới là vấn đề gây đau đầu cho họ. Bạn có phương pháp nào tốt không?